Dựa trên bố cục này, chúng ta sẽ tìm hiểu phần chi tiết của tác phẩm qua hai phần. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về đối chiếu bản dịch thơ với nguyên tác. Bản phiên âm: Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tam Nguyệt, Há Dương Châu, Cô Phàm Biến Ảnh, Bích Không Tận, Duy Kiến Trường Giang, Thiên Tế Lưu. Được dịch là: Bạn từ Lầu Hạc lên đường, giữa mùa hoa khói, Châu Dương xuôi dòng, bóng buồm đã khuất bầu không, trông theo chỉ thấy dòng sông trên trời. Giữa bản phiên âm và bản dịch thơ có một sự khác biệt nhau qua một số chi tiết. Trước hết, ở câu thứ nhất, từ cố nhân được dịch là bạn. Hai khái niệm này có tương đồng với nhau về lượng nhưng lại có sự khác biệt về chất. Hai chữ cố nhân mang màu sắc biểu cảm hơn và cho thấy tình bạn gắn kết giữa người đi kẻ ở. Còn từ có nghĩa là dã và lên đường. Và từ tây có nghĩa là từ chỉ phương hướng thì bị loại bỏ mất trong bản dịch thơ. Sang đến câu thơ thứ hai thì mất đi từ tam nguyệt có nghĩa là chỉ khoảng thời gian, tháng 3. Trong câu thơ thứ ba, từ cô phàm được dịch là bóng buồm lẻ loi. Tuy sát nghĩa nhưng không biểu diễn tả được hết ý. Từ viễn ảnh có nghĩa là xa dần. Và từ bích có nghĩa là xanh biếc thì bị loại bỏ mất. Vì vậy mà không toát lên được hết cái thần thái, cái nghĩa so với bản phiên âm. Sang tới câu thơ thứ tư thì trong bản dịch thơ lại có thêm chữ trông theo, làm lộ mất ý thơ so với nguyên văn. Bởi trong nguyên văn chỉ nói là duy kiến, có nghĩa là diễn tả một cái nhìn. Tuy vậy thì chúng ta vẫn sẽ đối sánh với bản dịch nghĩa và bản phiên âm để thấy được cái hay trong tác phẩm của Lý Bạch. Sau khi đối chiếu giữa bản phiên âm và bản dịch thơ thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo về đề tài tiễn biệt. Những cuộc đưa tiễn bao giờ cũng để lại trong lòng người đi kẻ ở những ấn tượng và kỷ niệm khó quên. Trong xã hội xưa, khi điều kiện đi lại và trao đổi thư từ còn hạn chế thì những cuộc chia tay càng dễ để lại cho đôi bên nhiều nhớ nhung, lo âu phức phỏng. Đó là những lý do giải thích vì sao thơ tống biệt, nói đầy đủ hơn là tống hành tạm biệt, chiếm một tỷ lệ khá cao trong văn học cổ điển. Lý Bạch là một người giao thiệp rất rộng, tính tình hồn nhiên, cởi mở, suốt đời đi lại, xê dịch, nên tác phẩm của ông viết về đề tài tiễn biệt chiếm tỷ lệ rất cao trong sự nghiệp văn thơ của ông. Đa số trường hợp Lý Bạch xuất hiện với tư cách là người đưa tiễn. Trong hơn 150 bài thơ với đề tài tống biệt, Hoàng Hạc Lâu được xem là tác phẩm hay nhất, nên nhìn bức tranh toàn cảnh là điều cần thiết để thấy được vị trí của bài thơ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu qua cảnh đưa tiễn. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, Yên Hoa Tam Nguyệt, Há Dương Châu. Mở đầu bài thơ là hai câu thơ được viết theo giọng kể. Cuộc đưa tiễn có không gian, nơi đi, nơi đến. Có thời gian là mùa đẹp nhất trong năm và còn thấp thoáng cả bóng dáng của con người. Song chính tính xác định của lối thơ tự sự không phải là mục đích cuối cùng, đó chỉ là một thứ đường viền cho tâm trạng của con người. Trước hết, chúng ta cần chú ý về không gian đưa tiễn. Đó là Hoàng Hạc Lâu. Tác giả đã dựng lên mối quan hệ giữa các địa danh. Hoàng Hạc Lâu là điểm xuất phát của Mạnh Hạo Nhiên, cũng là nơi đưa tiễn của Lý Bạch. Hoàng Hạc Lâu là địa danh nằm ở phía tây Trung Quốc, gắn liền với thành phố Vũ Hán và dòng sông Trường Giang. Hoàng Hạc Lâu được coi là một trong tứ đại danh lâu của Trung Quốc. Đây là một địa thắng cảnh thần tiên của không gian tĩnh mịch, gắn liền với truyền thuyết Phí Văn Vi cưỡi hạc vàng bay đi. Tương truyền, Phí Văn Vi là một tu sĩ đắc đạo thành tiên, thường cưỡi hạc vàng ngao du sông Thủy. Một hôm, tiên và hạc bay ngang thành phố Vũ Hán và dừng chân trên đồi rắn để ngắm nhìn. Một bên là cảnh đẹp hùng vĩ của Trường Giang và một bên là ngũ hồ trong khói sương diễm lệ. Người đời sau đã từ nơi tiên cưỡi hạc vàng này bay đi xây nên một lầu tháp đặt tên là Hoàng Hạc Lâu. Từ đó, lầu Hoàng Hạc trở thành nơi gặp mặt của các tao nhân mặc khách, vừa để thưởng ngoạn phong cảnh, vừa để uống rượu làm thơ. Thứ hai, đó là về địa danh Dương Châu, là điểm đến của Mạnh Hạo Nhiên, nằm ở phía đông của Trung Quốc, là nơi phồn hoa đô hội, là một không gian rộng, nói về kinh đô của Trung Quốc thời xưa. Gắn kết hai địa danh Hoàng Hạc Lâu và Dương Châu là dòng Trường Giang, được coi là mạch giao thông huyết quan trọng của Trung Quốc, nối trọn đất nước. Như vậy,
ta biết được rằng thơ đường là thơ của những mối quan hệ. Giữa hai câu đầu có sự gắn kết vô ngôn, đó là sự liên kết đối nghịch, trái chiều giữa người đi và kẻ ở. Kẻ ở là ở lầu Hoàng Hạc, còn người đi thì đang hướng tới Dương Châu. Về phần tiền giải, có hai cách hiểu. Có thể hiểu đó là nơi khởi hành, cũng có thể hiểu đó là nơi đến của hai thế giới khác hẳn nhau, không hề liên quan và thậm chí là đối lập nhau. Rời bỏ lầu Hoàng Hạc là rời bỏ cái không gian trong sạch, thanh cao của kẻ sĩ ẩn mình lánh đời. Điều đó cho thấy cả một trầm tích văn hóa trong tình bạn, không giữ được chân của khách Hải Hồ đặt trong mối quan hệ tổng thể với nhau. Ba địa danh này, lầu Hoàng Hạc, Dương Châu và dòng Trường Giang, đã tạo ra một không gian rộng lớn của cảnh đưa tiễn. Về thời gian, chúng ta cần chú ý qua từ Tam Nguyệt. Tam Nguyệt có nghĩa là tháng 3, là yếu tố thời gian cụ thể, gợi ra khí tiết của tháng cuối cùng của mùa xuân. Khí tiết trong lành, thời tiết ấm áp, hình ảnh yên hoa gợi nhiều cách hiểu. Yên hoa có nghĩa là sương khói trên sông đang tạo thành tầng tầng lớp lớp những bông hoa khói. Hay yên hoa cũng có thể hiểu là những bông hoa của mùa xuân trên bờ sông đã bung nở và được đắm chìm trong sương khói tháng 3. Dù hiểu theo cách nào thì khung cảnh này cũng bày ra cảnh diễm lệ, thơ mộng, cảnh thần tiên thoát tục và mang đặc trưng của sông nước vào tháng 3. Nếu như tên địa danh đã chợt mở ra không gian đưa tiễn để lưu luyến, thì thời gian mùa hoa khói cũng thật thi vị, ngoài cái nghĩa là tả thực, còn gợi ra cả vẻ đẹp của một mùa xuân, nó không còn là hàm ý hư vô sương khói. Hai câu thơ đầu vì thế mà đọc lên nghe thật thấm thía, càng thấm đau nỗi buồn của sự chia ly tiễn biệt. Nếu hiểu theo cách thứ hai, ta biết được rằng Lý Bạch không phải là thi sĩ lánh đời, náu đời, mà theo nhân sinh quan của nhà thơ thì còn chứa đựng cả những mâu thuẫn. Trong đó, khát vọng lập công danh vẫn là động lực mạnh mẽ của sự nghiệp lập thân, như bao kẻ chính nhân hành đạo, nhất là với ông. Ông tự biết mình là kẻ có tài, bởi thế nên Dương Châu, địa điểm mà Mạnh Hạo Nhiên tìm đến, cũng có thể chính là ước mơ của Lý Bạch. Nếu thế, cái mùa hoa khói như sự chào mời vẫy gọi ấy chính là niềm mong mỏi của Lý Bạch. Tư thế xuôi dòng gợi ra cái ý thanh thang thoát tục. Con đường Mạnh Hạo Nhiên đang đi, biết đâu đến một lúc nào đó ông sẽ đi cùng. Âm nhạc tiết tấu giai điệu của hai câu thơ gợi nên sự sao xuyến du dương và được tạo ra ở cả không gian và thời gian. Những thi liệu cổ điển tất cả đã đồng điệu đan cài để tạo nên một bức tranh cảnh chia ly tiễn biệt đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, giữa không gian và thời gian còn là sự xuất hiện của con người, đó là cố nhân. Sinh thời, Lý Bạch do đi nhiều, tiếp xúc nhiều, giao thiệp rộng nên ông có rất nhiều bạn bè với nhiều tầng lớp khác nhau. Tình bạn của ông bao giờ cũng nồng hậu và chân thành. Ông có một tình bạn tuyệt vời với Uông Luân, một người bạn nông dân vô cùng chất phác, và ông đối với tình bạn ấy là sâu hơn nghìn thước. Hay khi nghe tin bạn thơ Vương Sương Linh gặp chuyện chẳng lành, ông đã làm thơ để chia sẻ với bạn về nỗi buồn. Tình bạn giữa Lý Bạch và Đỗ Phủ vẫn là một tình bạn tri âm tri kỷ tuyệt đẹp nhất thời. Hai người có nhiều điểm tương đồng với nhau, cùng muốn tiến thân lập danh nhưng không được toại nguyện. Vì vậy giữa Lý Bạch và Đỗ Phủ cũng là một tình bạn đẹp. Bên cạnh đó, với Mạnh Hạo Nhiên thì Lý Bạch lại bất ngờ gặp gỡ, là bạn đường, là tri âm tri kỷ. Hai chữ cố nhân này đã xác lập mối quan hệ giữa người đi và kẻ ở. Người đi là Mạnh Hạo Nhiên, là bạn, là người Lý Bạch rất ngưỡng mộ về cả tài năng và nhân cách. Mạnh Hạo Nhiên là người bạn mà Lý Bạch gặp gỡ và kết giao không bao lâu sau khi ông rời khỏi quê hương. Mối quan hệ đặc biệt thân tình ấy đã thể hiện đầy đủ, sinh động qua một từ cố nhân. Lý Bạch là chủ tiễn khách, song không phải là tiễn khách tại nhà mình, tại quê mình, thậm chí cũng không phải là tại nơi nghiêm sở như trường hợp của Bạch Cư Dị tiễn bạn nơi đất khách, mà là ở một thời điểm dừng chân trên bất đường ngao du. Hơn nữa, lầu Hoàng Hạc lại là một thắng tích nổi tiếng gắn với truyền thuyết từng làm sao động tâm hồn bao thế hệ. Cuộc tiễn đưa diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trong không khí cực kỳ phồn vinh của xã hội thịnh đường. Bạn ra đi giữa một ngày xuân đẹp, bạn đi về Dương Châu, thành phố phồn hoa nổi tiếng nhất của cả vùng Giang Nam, đương thời mà Lý Bạch
trước đó đã từng đặt chân tới, cho nên qua lời thơ bề ngoài có vẻ như trung tính, đạm bạc, ta không chỉ thấy phút giây bịn dịn của buổi tiễn đưa mà còn cho thấy sự nao nức của người đưa tiễn. Mối quan hệ của chữ cố không chỉ có nghĩa là cũ, là cái đã qua, mà còn là sự gắn kết bền chặt. Khi đã qua thời gian, có sự trải nghiệm qua thời gian, năm tháng, thì những con người, những người bạn sẽ trở nên tri âm tri kỷ với nhau. Các yếu tố về không gian, thời gian và con người lại tiếp tục đặt ra một mối quan hệ rộng hơn, bao quát hơn. Đó là mối quan hệ thống nhất giữa cái đẹp. Thời gian đẹp, không gian đẹp và con người đẹp. Thời gian gợi ra tiết trời thật đẹp, không gian gợi ra cảnh đẹp, và con người thì hàm chứa một tình bạn đẹp. Từ cố nhân còn xác lập mối quan hệ giữa cái có và cái không. Trong mối quan hệ giữa người Trung Quốc, người ta cho rằng giai thì mỹ cảnh, thắng tự, lương bằng, có nghĩa là thời tiết đẹp, cảnh đẹp, sự việc đẹp và tình bạn đẹp sẽ hợp thành tứ thú. Nhưng ở đây không có thắng sử, chia tay không phải là việc vui. Điều đó đã nhằm diễn tả sự mất mát và hụt hẫng của Lý Bạch khi chia tay người bạn đường của mình. Như vậy, ở hai câu thơ đầu, nhà thơ thường chỉ tường thuật một cách đơn giản giữa cảnh hoặc sự việc. Nhưng ngôn từ không chỉ bình dị tự nhiên mà còn sát hợp. Các dòng sông lớn ở Trung Quốc thường chảy theo hướng Tây, Đông. Hoàng Hạc Lâu lại được chảy theo hướng Tây. Ở hai câu thơ đầu, nhà thơ thường chỉ tường thuật diễn tả một cách đơn giản hoàn cảnh hoặc nguyên do của sự việc. Ngôn từ bình dị và sát hợp trong từ Tây Từ. Dùng động từ há trước từ Dương Châu là rất chuẩn xác. Động từ từ vừa nói về sự dự từ giã, từ biệt, vừa nói về vị trí, thời điểm mà Lý Bạch tiến đưa Mạnh Hạo Nhiên. Tác giả nói mình đưa tiễn cố nhân, song không nói cố nhân từ giã mình, mà lại nói là từ biệt Lầu Hoàng Hạc. Như vậy, vừa kết hợp xác định địa điểm đưa tiễn, vừa đem lại cho bản thân hình ảnh Lầu Hoàng Hạc một ý nghĩa hoán dụ, lại vừa gợi ra cho độc giả sự liên tưởng tới động tác, tâm tư của cả người đi và kẻ ở. Sau khi tiễn bạn ở bến sông, có lẽ Lý Bạch đã vội rời chân lên tít lầu cao để tiếp tục ngóng theo Mạnh Hạo Nhiên. Sau khi lên thuyền, có lẽ cũng đang ngước lên trông lên lầu cao để tiếp tục vẫy tay từ biệt bạn. Vì vậy mà tâm trạng được gợi mở và trở thành điểm tựa để Lý Bạch diễn tả tình bạn trong hai câu thơ tiếp theo. Như vậy, trong cảnh đưa tiễn ở hai câu thơ đầu, chúng ta cần thấy lược mối quan hệ gắn kết giữa không gian, thời gian và con người. Bước sang bức tranh tâm trạng của người đưa tiễn qua hai câu thơ sau. Cô phàm viễn ảnh bích không tận, duy kiến trường giang thiên tế lưu. Hai câu thơ đầu đã được người xưa gọi là lệ cú, có nghĩa là câu thơ đẹp. Song ai cũng thừa nhận hai câu thơ sau mới là linh hồn của bài thơ. Hầu hết hai câu thơ kết ở bài thơ thuộc thể loại đề tài tống biệt, đều được dùng cảnh để biểu hiện tình. Song thủ pháp này rất đa dạng, tiếp nối ý thơ của người xưa. Lý Bạch dõi theo bóng cánh buồm đơn côi để tìm cái mất, giống như Thôi Hiệu trong câu thơ Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản trong Hoàng Hạc Lâu. Tác giả đã tái hiện hình ảnh của một nhà thơ, của chính mình, của nhân vật trữ tình, đang dõi theo con thuyền chở bạn đến khi mất hút. Cô phàm là con thuyền cô đơn lẻ loi, đưa tiễn Mạnh Hạo Nhiên rời không gian Lầu Hạc. Mạnh Hạo Nhiên rời Hoàng Hạc Lâu, đến Giang Nam, Quảng Lăng, là một nơi phồn hoa, đô hội, nổi tiếng của đời đường. Nhưng điều đó không làm cho cảm thức chia ly, không bật dậy trong tâm hồn Lý Bạch. Ngược lại, chính là lý do khiến cho cái nhìn của ông dõi theo con thuyền chở Mạnh Hạo Nhiên đến tận chân trời. Hình ảnh cánh buồm lẻ loi, đơn côi là hình ảnh phi lý, vì Trường Giang là giao thông huyết mạch của Trung Quốc. Bây giờ lại là tiết trời tháng 3, lung linh huyền diệu, nhu cầu lưu thông đi lại tăng rất cao. Không chỉ có một cánh buồm lẻ loi được, nhưng lý do từ sự phi lý này xuất hiện bắt nguồn từ những lý do nhà thơ chỉ nhìn thấy một cánh buồm lẻ loi cô đơn trên dòng sông, nơi tấm lòng đã định hướng cho đôi mắt. Vì dõi theo con thuyền của người bạn nên không thấy được những con thuyền khác. Và cũng có thể hiểu đó là hình ảnh người ở lại thế lẻ loi cô đơn trống trải, nghĩ rằng bạn mình đang đi về nơi mỹ lệ phồn hoa,
con thuyền chở bạn, nhưng chở theo cả nỗi lòng của người ở lại. Hình ảnh cánh buồm được tái hiện trong sự vận động xa dần rồi mất hút. Giữa màu xanh bát ngát của trời nước, người đọc nhận ra ánh mắt dõi theo của người ở lại, nhìn cho đến khi thị giác trở nên bất lực, nhìn đến khi con thuyền nhỏ dần rồi mất hút. Màu xanh biếc của trời nước thuộc gam màu lạnh trong hội họa, gợi ra sự lạnh lẽo, cô đơn. Màu xanh biếc của trời nước là thuộc gam màu lạnh trong hội họa, đã gợi ra sự lạnh lẽo, trống trải, cô đơn trong cõi lòng của người ở lại. Như vậy, thực chất, tả cảnh là để tả tình, để nói lên nỗi lòng của người chia ly. Còn trong câu thơ thứ tư, cũng là câu thơ kết lại bài, thì tác giả đã đặt ra thiết lập một mối quan hệ đa tầng giữa cái có và cái không để tạo nên chiều sâu cho ý thơ. Cái có ở đây là cái hiện hữu trước mắt, là cái duy kiến, là dòng sông vô thủy, vô chung, là cõi trời nước mênh mang không cùng. Còn cái không ở đây là bóng cánh buồm đã biến mất, là con thuyền, là người bạn thân thiết của mình đã đi vào, lùi xa khỏi tầm mắt. Cái có ở đây còn là ánh mắt đau đớn dõi theo của người ở lại, là sự trống trải, hụt hẫng. Cái có còn là nỗi cô đơn, là tình cảm sâu nặng của Lý Bạch dành cho Mạnh Hạo Nhiên. Như vậy, chúng ta có thể đưa ra một vài ý so sánh giữa nguyên tác và bản dịch thơ trong hai câu thơ sau này. Trong thơ Đường, nhất là tuyệt cú, câu 3 của bài thơ, như một thứ bắc cầu để câu thơ tiếp theo là cao trào ấn tượng. Nhưng ở đây trong bản dịch thơ, tác giả đã đánh dấu giữa hai yếu tố, cô phàm và bích không tận. Trước hết là cô phàm. Cô phàm là cánh buồm cô đơn lẻ loi, một mình một bóng. Đó là cánh buồm trở đầy tâm trạng, là chia hai ngả giữa người đi và ở người ở. Người đi là đơn chiếc, đã đành, nhưng người ở cũng là một sự heo hút, trống trải. Thứ hai, trong bản dịch thơ, tác giả chỉ miêu tả cánh buồm mà không nói rõ được ánh mắt dõi theo. Thử so sánh giữa câu 3 và trong bản phiên âm và bản dịch thơ, chúng ta sẽ thấy rõ rằng cả lời thơ và nhạc điệu đều không lột tả hết được cảm xúc của chủ thể trữ tình. Nếu dịch là cánh buồm đã khuất bầu không, thì cái còn và cái mất sẽ diễn ra quá nhanh, chỉ như một cái chớp mắt vô tình. Còn trong bản phiên âm, tức là bản gốc, thì diễn tả một mà được hai, chỉ nói về cái nhìn mà đọc thấu hết được tiết tấu nỗi lòng của nhân vật trữ tình, đầy lưu luyến trong cảnh tiễn biệt, không dài lời mà tâm trạng vẫn ngổn ngang. Căn cứ vào phiên âm, ta thấy được câu thơ có đến 3 nhịp điệu. Đó là nhịp điệu của bóng cánh buồm lẻ loi xa xôi, mất hút vào khoảng không xanh biếc, một thứ ký họa của người họa sĩ với bao nhiêu nỗi thổn thức. Cái tài, cái tình của Lý Bạch là ở chỗ ông đã tạo nên một sự tương phản ngầm về nhạc điệu cho thơ. Nếu ở câu 3 nhạc điệu dài ra như một sự níu kéo cố tình, thì đến câu thơ cuối này nó như một sự hụt hẫng, nó gây nên cảm giác chơi vơi. Trông theo chỉ thấy dòng sông trên trời. Dòng sông đã che mờ, xóa nhòa tất cả. Dòng sông lạnh lẽo, vô tình, là nhân chứng để tiễn biệt giữa người đi và kẻ ở. Đối diện với nó, thân phận con người càng trở nên bèo bọt. Cảm giác như mình vẫn đang sống ở kiếp phù sinh, nhỏ bé, cô đơn. Đó là một nghịch lý oái oăm, một trớ trêu của tạo hóa. Bởi cách nhìn ở Đông Phương, đó là một lối tư duy triết học, phần lớn chịu ảnh hưởng của đạo Nho về lẽ sinh hóa, nhất là với đạo Phật về cái vô thường. Và cả một dòng sông Trường Giang chạy cuộn chảy, cuốn theo số phận con người như cánh bèo trôi trên mặt nước. Ý thơ thật là bi quan với cái nhìn yếm thế. Nhưng nếu căn cứ vào mạch thơ, thì hình tượng con sông mênh mông còn tạc vào bầu trời hình ảnh kỳ vĩ nên thơ của một tình bạn đẹp trong sáng muôn đời. Đó là xong. Như vậy, giữa cảm thức của thơ cổ và ý thơ của Lý Bạch đã có sự song hành. Dòng Trường Giang là nơi chứng kiến và tiễn biệt tình bạn, cũng là minh chứng cho tình bạn đẹp giữa hai người. Bài thơ kết lại, nhưng bao nhiêu ý thơ vẫn tiếp tục mở ra. Chúng ta đi đến phần cuối cùng, đó là tổng kết. Trong phần này, chúng ta cần nhớ được về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Tác phẩm diễn tả hai nội dung lớn, đó là cảnh đưa tiễn và tâm trạng của người đưa tiễn, thể hiện tình bạn sâu sắc chân thành giữa hai nhà thơ lớn của đời Đường là Lý Bạch và Mạnh Hạo Nhiên.
Nội dung ấy được diễn tả bởi những đặc sắc nghệ thuật, đó là bút pháp và cảnh ngộ tình, ngôn ngữ bình dị, hàm xúc và hình ảnh thơ tươi sáng, gợi cảm. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo.